Cảm ơn anh Bùi Hậu. Bà nhớ đừng đổi tên em thôi Nguyễn nha. Thôi đây của em nổi tiếng dữ lắm. Dạ, em kính thưa thầy cô cùng các bạn thân mến. Hôm nay được sự ủng hộ và sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn mà chúng mình mới có cái buổi họp mặt hôm nay. Mình rất là cảm ơn các bạn. Và hôm nay con cũng kính xin cảm ơn các thầy cô đã đến đây để tham dự buổi tiệc họp mặt tất niên rất nguyễn minh với tụi con. Con rất là cảm ơn ạ. À, có các bạn ở nước ngoài rất là nhớ đến thầy cô cũng như nhớ đến các bạn và rất là thích cái buổi hôm nay, nhưng mà các bạn không có về được, cũng có gửi lời hỏi thăm các thầy cô. Và trong đó có một bạn ở Canada đã gửi một số quà về để tiến tặng các thầy cô. Và một bạn ở group của Nguyễn Minh Bình đây cũng xin gửi một ít quà đến cảm ơn tấm lòng của thầy cô. Và chúng em hôm nay cũng xin gửi đến thầy cô những phần quà. Mong các thầy cô thật nhiều sức khỏe, thành công hơn trong cuộc sống và thật nhiều hạnh phúc. Cảm ơn thầy. Mình xin mời các bạn đại diện và những người già đến trao cho các thầy cô ha. Đẹp đi, lý đi.